shop hàng Nhật Lệ. Xin kính chào các bác. Hôm nay em lại tiếp tục phục vụ các bác một con máy rửa bát Martina 60SF5. Con này là em để mã số 7 nhé. Đấy, các bác nào mua báo số cho em 60SF5 này, số 7. Con máy thì quảng cáo quá là nhiều rồi, bán quá nhiều. Lên máy thì chủ yếu là lên cho bác xem một hình thức là máy nó hoạt động thôi. Nhiều bác cứ bảo là test máy, thì trên clip này là em đang test đây đấy. Tất cả các bác mua đều được xem clip test máy, đúng mã số máy, mua con nào gửi đúng con đấy nhé. Cách bán hàng của em là mua con nào gửi đúng con đấy, đọc con nào gửi đúng con đấy, chứ không bao giờ gửi con khác cả. Đấy. Trên các bác nào chốt con nào thì em sẽ gửi đúng con đấy. Con này hình thức còn rất là đẹp này, các bác nhìn viền biết này. Chung Nationa mà để được như những con này thì nó là mỹ mãn rồi. Các bác nhìn tổng thể qua clip có thấy nó rất là hài hòa, đẹp đều con máy. Trên bảng điều khiển thì cũng rất là nhiều tính năng này. Có đây đang để chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa mạnh, rửa 2 đến 3 người ăn. Sấy 30 phút 45-60. Này có cả cái chế độ là chặn bát giữ khô, bát đũa khử khuẩn suốt ngày này. Đấy, nếu mà đèn này sáng. Sấy 60 phút kèm giữ khô, sấy 45 kèm giữ khô, tất là lượt chạy như vậy thôi ạ. Đèn này đèn chu trình rửa. Bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa. Chọn thời gian sấy, chọn chế độ rửa thì để tiêu chuẩn sấy 30 phút các bác về chỉ bật nguồn đây và bấm đây rửa thôi. Một con máy còn khá đẹp nhé, nước đã phun mầm con này. Thứ hai nữa là nhiều bác mua máy đời thấp thì các bác lo về vấn đề linh kiện không có, thì xin thưa các bác là linh kiện máy này nhé, bất kể cái gì em cũng có. Nó không có cái gì hỏng để các bác phải lo đến nỗi là vứt máy cả. Đấy. Linh kiện rất là dễ, cái gì cũng có. Và tiếp theo là nhiều bác lại lo về cái gioăng cửa. Cái gioăng cửa nói với các bác nhé, là 10-20 năm sau thì gioăng máy rửa bát này nó vẫn cứ là mềm như vậy. Mà đặc thù của cái máy rửa bát ấy, nó không phải là ngâm toàn bộ nước ở trong một cái khoang này mà các bác lo nó nước qua đây. Nước, cái gioăng này nó chỉ có nhiệm vụ là chắn thôi. Các bác nhìn đây này, dưới đây nhé, cái gioăng này chỉ có một nhiệm vụ chắn ở cái khe này thôi. Đấy. Chứ không phải là nó có nhiệm vụ là ngâm đầy nước ở đây để cho các bác sợ là nó trào ra ngoài. Các bác yên tâm là như vậy, tất cả gioăng máy rửa bát chỉ có nhiệm vụ chắn nước thôi, còn nước nó chỉ có đến đây thôi, nó sẽ hút ở đây lên và phun qua cái tay này lên trên này. Đấy, một con máy nội thất còn rất đẹp nha, thân bằng inox hết, giá thì rất là rẻ, bình dân, mặt inox, lưng thì bọn này con nào về em cũng sẽ nắn lại hết, nên các bác yên tâm là không có sự móp méo gì đâu, các bác yên tâm là như vậy. Có chăng thì là những cái vết rất là nhỏ thôi. Con em bán 3 triệu nhá, máy số 7, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn Liwa bây giờ tăng giá rồi các bạn, em nhập vào bây giờ 450.000 thôi. Các bạn nào mua Liwa để các bạn mua nhá. Giá 3 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Máy rất là bền đấy ạ. Các bạn nào thích bảo hành 3 năm thì thêm cho em 500.000 em bảo hành cho 3 năm nhé. Được, phải nghĩ ngợi. Chào các bạn.